mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư một cái căn nhà vườn một cái căn nhà cấp 4 được xây rất là kiên cố nha thì trên đất có một số cây ăn trái như là dừa nè là xoài làm phú sữa nha cô chú anh chị thì đất được nằm ở mặt tiền lộ nhựa xe hơi du lịch 16 chỗ xe tải 5 tấn là vi vu nha cô chú anh chị thì xung quanh thì dân cư đông đúc hiền hữu điện nước là đầy đủ thì để một tí nữa em sẽ bay live cam lên cho cô chú chị xem vị trí cũng như là mật độ dân cư khu vực này. Cho cô chú chị xem sổ và em sẽ kiểm tra quy hoạch thời đất này luôn nha. Thì đối với sản phẩm này thì không hề dính quy hoạch gì hết nha cô chú chị. Thì sản phẩm này cách chợ chỉ có 300 m thôi nha, rất là gần luôn, dân cư rất là đông đúc luôn nha cô chú chị. Lô đất này tọa lạc tại xã Thị Đông, huyện Thạnh hóa, tỉnh Long An nha thì cách chợ thì chợ gần nhất là 300 m nha, chợ Bắc Đông ngã năm Hoàng Gia nha. Thì trung tâm thành Quá chợ Thành Quá tầm khoảng 13 km nha cô chú chị. Thì cách chợ Tân Tây tầm khoảng 12 km. Em cập nhật là ba cái chợ luôn nha, cũng rất là gần thôi. Rất là sản phẩm này giá rất là rẻ luôn nha, một tí nữa em sẽ cập nhật giá là cô chú chị sẽ hết hồn luôn. Một cái căn nhà cấp 4 được xây rất là kiên cố nha. À, một cái căn nhà rất là tâm quyết luôn nói chung là chủ nhà trước kia xây nhà là để ở nha do cái điều kiện hiện tại kẹt tiền cho nên mới bán đi cái căn nhà à, rất là tâm quyết này luôn nha quý chúng chị bên hông này là trồng một số cây dừa nè à, cây sòi trái rất là nhiều luôn ha cây sòi nói chung là nhỏ nhỏ thôi à, trái ra bông đậu trái luôn ha à, phía trước thì có cây cây dừa cũng đang cho trái ha À, xung quanh thì nhà dân à, rất là nhiều nha cô chú chị, à, cực kỳ đông luôn. À, khu vực này thì không hề dính quy hoạch gì hết nha. Đất này là đất vườn nha cô chú chị, thì tổng diện tích á là 10.000 131 m2 nha, là một mẫu á, một mẫu hơn nha. 10 131 m2 đất vườn nha, đất cây hàng năm khác. Mặt tiền là cho chuyển thổ cư 50 m đầu nha cô chú chị, có nghĩa là ngang à sản phẩm này là ngang được à, 20 nha, 20 À, chạy vô là 520 m nha thì cho chuyển thủ cư ngang 20 nhân vô 50 thì cho chuyển khoảng là 1.000 m vuông nha cô chú chị gặp bên là có nhà dân luôn ha nói chung thì dân cư cực kỳ đông luôn đó, nằm trong cái hệ thống đê bao á là cô chú chị không sợ ngập úng như hết nha đó, đó, theo cái hàng mai nè chạy thẳng dài vô ha ngang là 20 chạy thẳng dài vô là 520, 521 m nha Nói chung thì thuộc cái khu vực à huyện Thạnh hóa nè, hoặc là khu vực Tân Phước Tiền Giang. À, đa phần những cái lô đất hậu dài đều là 500 m hết nha của chúng chị. À, rất là hiếm hoi có những cái sản phẩm mà hậu vô khoảng 100 hoặc là 150 chục mét trở lại là à, lâu lâu mới có nha. Còn đối với sản phẩm này cái chứng của cái huyện Thạnh hóa cũng như là huyện à, Tân Phước của Tiền Giang thì đa phần là 500, 600 m cũng có luôn. Nếu mà lọt về kiến tường thì nhiều khi Một lô đất dài khoảng một cây số Rồi về đồng tháp nhiều khi dài một cây rưỡi luôn Rất là bình thường nha Còn đây là cây bú sữa nè đang cho trái lùng lùng mà à, Trái rất là nhiều luôn nè cô chú chị Thì phía sau thì có cái sân sau nha Anh chủ nhà thì nuôi gà cũng rất là nhiều nè Kế bên thì các chủ dắp ranh thì đang trong canh tác trồng khóm nha Thì cái sản phẩm này á À, chủ nhà có hai clip à, một clip thì đang trồng cỏ để nuôi quò và phía sau là à, đang trồng khoai nha à, trồng khoai mỡ á. À, bên hông này thì có một cái tiền chế à, như cái nhà kho nha à, sản phẩm này rất là đẹp nha cô anh chị à, thì em sẽ cập nhật giá bán của sản phẩm này luôn cái sản phẩm này á, thì chủ bán à, với giá là 2 tỷ rưỡi nha hai tỷ rưỡi là một cái lô đất là một mẫu à, luôn cái căn nhà nha à, thì đồ đạc trên đất à, những cái vật tư trong nhà thì chủ nhà xin phép đem đi nha những cái đồ gia dụng đồ đó à, bàn ghế đồ à, thì được là ba phòng nha một đây là một phòng này cô chú chị hai à, phòng ba phòng nha nói chung thì em chỉ quay sơ bộ thôi nha à, thì cô chú anh chị nào quý nhà đầu tư nào xem video cảm thấy hợp nhãn thì cứ alo anh em đó, liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167 nha sản phẩm này giá rất là rẻ luôn nha đất giường nha cô chú chị đất giường nha một mẫu đất giường một cái căn nhà à, cấp 4 được xây rất là kiên cố luôn một cái căn nhà rất là tâm quý của chủ nhà xây là để ở chứ không phải là để bán đâu nha cô chú chị Đó, cho nên nó kẹt tiền mới bán đi cái căn nhà này Đó, ngang là được 20 dài là 521m nha Nói chung là tùy theo cái khu vực mà có cái sản phẩm kích thước khác nhau nha đa phần khu vực này là một mẫu nó vậy thôi mặt tiền chỉ có 20 m chạy thẳng vô là hai năm trăm m nha Đó, thì em vẽ em mang tính chất tham khảo để cho cô chú chị quý nhà đầu tư hình dung hiểu rõ được cái sản phẩm này để mình khi xem video Đó, rồi mình về xem đất mình cảm thấy giống như video Đó, gặp chủ nhà cảm thấy ok thì mình chốt ngay nha Đó, giá này là rất là rẻ nha cô chú chị đó, sản phẩm này có hai thửa nha đây là một thửa đầu tiên ngang 20 chạy vô là khoảng 243 trăm mét nha cái này là em đo hơi dư nha quý anh chị nói chung là mang tính chất tham khảo thôi Đó, để cho cô, cô chú anh chị quý nhà đầu tư hình dung hiểu rõ nha kế bên cô chú anh chị thấy ha nhà ở bên dưới rất là nhiều luôn đây là em bay la cam đặt độ cao hơn 100 trăm mét để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư hình dung hiểu rõ nha Đó, nó hơi lệch qua một À, một miếng nha cô chú chị, tại vì nó cập nhật một cái đường nước công cộng ngay chỗ vị trí kích thước 29m ha nó chạy thẳng vô, cái lô phía sau á là à, 254m nha, à, một sổ là 4.572m2 và một sổ là 5 559 m 2 nha cô chị, à, khu vực này á, em xin nhắc lại nha, khu vực này thì người dân đa phần á là làm giường là nhiều ha, là trồng khoai ha trồng khoai trồng à, khóm đâu đó hiện tại khóm cũng rất là có giá luôn à, thì đối với sản phẩm này cô chú chị mua sở hữu à, chủ nhà cũng à, muốn là à, cô chú chị mua ảnh à, xin thuê lợi nha à, cô chú chị cho thuê lợi thì thì ảnh thuê lại còn cô chú chị muốn nhận đất thì ảnh vẫn giải quyết nhận đất ha ngang 20 dài vô là 252 đây là cái thửa à, phía sau nha sản phẩm này là rất là ok nha À, chính giữa lô đất giữa hai à, lô à, cái lô bốn trăm năm bốn trăm bảy mươi hai mét vuông và năm à, 559 năm trăm năm mươi chín mét vuông thì ngay chỗ vị trí chính giữa tiếp giáp hai lô á nó có một cái đường nước công cộng à, ngay chỗ vị trí này nha thì à, cho nên á, cái sản phẩm này em đo hơi trầm à, một tí nữa em cho cô chị em đo trên app ha thì nó trầm thì nó dư nha tại vì cái đoạn giữa cái đường nước công cộng nhà nước đã trừ rồi nha cô chú chị trên giấy tờ là 10.139 mét vuông nhưng ngoài thực tế nó tầm chắc cũng khoảng 10.300 mét vuông hơn á. nói chung là cô chú anh chị mua cái sản phẩm này là quá ok nha, nói chung giá rất là rẻ luôn, có một cái căn nhà luôn, gồm một số cây ăn trái trên đất về cô chú anh chị chỉ cần mua về mình sử dụng mình ở thôi. đây là em bay là cam lại vị trí cái chợ nha, rất là gần luôn nha, chợ rồi trường trạm luôn. Đó, trạm y tế trường học rồi đó cái vị trí em phóng to đó là trường à, là chợ nha chợ Bắc Đông rồi đó rồi à, trường à, cấp 1 rồi trạm y tế nó cách chỉ có 500m trở lợi thôi nha cô chú chị chợ thì chỉ có 300m thôi cho nên cái sản phẩm này cô chú anh chị quý đầu tư nào nhanh tay thì mình sẽ sở hữu ngay nha thì nó cách em xin nhắc lại nha khoảng cách thì cách trung tâm Thành Hóa chợ Thành Hóa là 13 km nha chợ Tân Tây là 12 km Cô chú anh chị ở cao tốc à, thành phố Tân An về á, thì tầm khoảng à, 30 km nha cô chú anh chị. Nguyễn Nhân Linh về tầm khoảng 50 km. Đức Hòa về thì tầm khoảng 57 km nha. Nói chung là tùy theo vị trí của cô chú anh chị sẽ có một cái khoảng cách à, khác nhau. Em sẽ báo cái vị trí mà cô chú anh chị à, biết nha rồi mình cộng thêm cái khoảng cách từ nhà cô chú anh chị đến cái khoảng cách đó nữa nha. Đó. Sản phẩm này là rất ok nha cô chú anh chị. Đó về mình mua mình sở hữu sản phẩm này mình có thể cho thuê lại nha cái căn nhà này thôi trước kia là chủ nhà xây cũng bảy tám trăm triệu ngoài rồi nha cô chú anh chị trừ ra thôi nghe nhà cũng rất là mới thôi được đóng la phong làm cửa gỗ rất là đẹp nha em sẽ ba la cam rất là kỹ để cho cô chú anh chị xem tổng quan nguyên cái khu vực luôn để cho cô chú anh chị dễ quyết định nha sở hữu cái sản phẩm này là giá rất là rẻ nha cô chú anh chị hai tỷ rưỡi mà mình sở hữu hơn một mẫu đất ha luôn cái căn nhà luôn cái tiền xây nhà thôi là bây giờ cô chú chị tính ra cũng rất là nhiều tiền nha mà lại lại được một cái mặt tiền lộ nhựa nữa dân cư rất đông đúc luôn cho nên an ninh rất là tốt ha phía trước được một cái view kênh nữa nha, nha cô chú chị con kênh này á là nó sẽ thông về nhiều hướng nha nó thông ra sông dòng cỏ luôn nha nước ngọt quanh năm nha cô chú chị đây là cái kích thước em vẽ mang tính chất tham khảo nè nó tầm khoảng hơn một mẫu hơn một mẫu ba nha đó, hơn một mẫu 300 mấy mét vuông á kích thước là như vậy nha cô chú anh chị đó, thì em sẽ cho cô chú anh chị xem sổ luôn thì cô chú anh chị ở khu vực nguyễn Văn linh thì có thể đi theo quốc lộ 1 a ha hoặc đi theo cao tốc về tới thành phố tân an mình chạy hướng về à chợ Tân Tây ha thì trước khi đi cô chú anh chị nhớ alo anh em trước một ngày hoặc trước 2 tiếng đồng hồ để em sắp xếp thời gian cho cô chú chị đón cô chú anh chị ha. À, đây là cái sổ lô đất này cô chú chị, à, thuộc ấp Đông Hòa ha, xã Thị Đông huyện Thanh hóa tỉnh Long An. Một sổ là có diện tích là hai mét vuông nha. Sổ hồng riêng nha cô chú anh chị. À, cho nên cô chú anh chị có thể công chứng à, về xem đất thì mình có thể cọc cho chủ nhà một ít thôi, à, 5 30 triệu hay là 100 triệu tùy cô chú chị ha làm tin rồi sắp xếp ngày mình ký công chứng thôi. Đây là cái mặt tiền lậu nhựa ha. Đất cây hàng năm khác nha quý anh chị. Đất vườn đứng tên rất là dễ dàng luôn. Đây là cái sổ thứ hai nè thuộc ấp Đông Hòa cũng tương tự ha. Năm 559 năm trăm năm mét vuông nha. Đất cây hàng năm khác. Hai sổ đều là đất vườn hết nha và cho chuyển thu cư. Sản phẩm này là rất là hiếm hoi nha. Hậu thì nó dài 521 trăm hai là do cái khu vực này là như vậy nha cho nên cô chú chị xem video nhớ thông cảm nha tại mỗi khu vực mỗi nơi nó đều có cái kích thước khác nhau hết đó, tiền nào của nấy thôi nha cô chú chị rồi em sẽ kiểm tra quy hoạch 2023 cũng như là quy hoạch 2020 đối với sản phẩm này thì không hề dính quy hoạch gì hết khu vực này nó sẽ mặt tiền sẽ cho chuyển thổ cư 50 bắt đầu và cái phần đất còn lại là quy hoạch đất giường nha thì hiện tại nó đã là đất giường rồi cho nên cô chú chị cứ an tâm Cô chú anh chị ở khu vực Tiền Giang ở, ở thành phố Mỹ Tho về thì tầm khoảng 25 km nha Ở à, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước về tầm khoảng 11 km nha Ở thị xã Cải Lậy về thì tầm khoảng 26 km à, Em xin nhắc lại nha cách à, trường học chợ nè Rồi bán kính chỉ có à, 300m trở lại thôi nha cô chú anh chị à, Sản phẩm này rất là ok nha à, Đây là quy hoạch nè à, Chính giữa thì có một cái đường à, nước nó xẹt xéo qua nha cô chú anh chị đó, thì em sẽ kiểm tra sơ bộ như vậy thôi thì cô chú anh chị quý nhà đầu tư nào xem video cảm thấy hợp nhạt thì cứ alo bên em liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167 nha hiện tại thì bên em cũng đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo theo yêu cầu thì cô chú anh chị quý nhà đầu tư nào đang có nhu cầu tìm đất ruộng đất mặt tiền đất kho sưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ alo bên em nha thì mỗi sản phẩm em đều để mã số hết nha trên màn hình đều có mã số hết sản phẩm này có mã số là 912 nha của chúng chị đó, thì em cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video nếu thấy video này hay hữu ích thì đừng quên bấm nút like và đăng ký miễn phí nha à, em cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư rất là nhiều